Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 57. Xin mời mở bản kinh ra. Phần khoa chú quyển trung trang 102. Phần khoa chú quyển trung trang 102. Bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Phật cáo Diêm La Thiên Tử: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, kỳ tánh can cường, năng điều năng phục. Đây là Đức Thế Tôn trả lời cho những vị vua Diêm La này, nói rõ tại vì sao Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa chúng sanh ở thế gian. Chúng sanh tiếp nhận lời giáo huấn của Bồ Tát Địa Tạng có thể thoát khỏi đường khổ. Thế nhưng trong thời gian rất ngắn, họ lại đọa vào đường ác trở lại. Nguyên nhân là gì? Cái tánh can cường. Chữ tánh này là tập tánh, chứ không phải nói là bổn tánh. Chúng ta xem thấy ở trong sách vở của nhà Nho, giống như Mạnh Tử, ngài nói tánh người vốn thiện, còn Tuân Tử thì nói tánh người là ác. Hai cách nói này đều là đi về hai cực đoan. Thế nhưng nói cũng có đạo lý. Những lời Khổng Phu Tử nói thì không giống như họ. Phu Tử nói tánh của con người vốn chẳng phải thiện, chẳng phải ác. Cho nên kiến giải của thánh nhân thật sự là khác với hiền nhân. Ngài nói là tánh tương cận, tập tương viễn. Tương cận là mọi người đều giống nhau, chẳng phải thiện, chẳng phải ác. Đây là tương cận. Nói thiện hay ác đều là nói tập tánh, không phải bổn tánh. Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu. Tập tánh, tập tánh cũng chính là trong Phật Pháp gọi là hạt giống tập khí, hàm chứa trong A Lại Gia Thức. Đây là có thiện ác. Thiện cũng là ác. Vì sao vậy? Nó không phải bổn tánh. Nhà Phật, đặc biệt là trong Phật Pháp Đại Thừa, nói đến thiện, tiêu chuẩn của thiện là tự tánh. Cái vốn có trong tự tánh đó là thiện. Cho nên thiện mà Ngài nói không phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác cũng là bất thiện. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nói đến chúng sanh trong lục đạo, nói đến Diêm Phù Đề, có thể bao hàm cả lục đạo. Lục đạo tại vì sao họ không thể thoát khỏi luân hồi? Tại vì sao không thể thoát khỏi tam giới? Chính là do vô lượng kiếp đến nay tập khí quá sâu, tập khí quá nặng rồi.
Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, hết thảy chúng sanh hữu tình, xả bỏ thân rồi thọ nhận thân, chúng ta gọi là đầu thai thọ quả báo. Đây là đạo lý gì? Phật nói trong tập khí, tập khí nào mạnh sẽ dẫn đi trước. Mỗi chúng sanh thấy đều có đầy đủ tập khí của thập pháp giới. Cho dù là chúng sanh địa ngục, họ cũng có hạt giống Phật. Tại vì sao họ không thể làm Phật? Tuy họ có hạt giống Phật, nhưng sức mạnh của hạt giống này yếu. Còn hạt giống phiền não tham sân si mạng thì mạnh. Hạt giống mạnh thì đi thọ báo trước. Sở dĩ như vậy mới đọa ác đạo. Phật nói ra nguyên nhân rồi, chúng ta tự mình bình lặng mà tư duy. Quả thật là như vậy. Chúng sanh lục đạo nan điều nan phục. Chữ điều nghĩa là huấn luyện, điều chỉnh không dễ dàng. Phục là hàng phục tập khí của họ. Hàng phục tập khí tham sân si mạng là tương đối không dễ dàng. Đây là nói ra nguyên nhân rồi. Thị đại Bồ Tát ư bách thiên kiếp, đầu đầu cứu bạc. Thị đại Bồ Tát, câu này chính là chỉ Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng nói thật ra trong vô lượng kiếp chưa từng lìa khỏi lục đạo. Lục đạo là nơi khổ nhất của tất cả chúng sanh, nhất là tam độ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát Địa Tạng chưa từng lìa khỏi những nơi này. Ngài cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, dùng trăm nghìn ức hóa thân, đầu đầu cứu bạc. Bồ Tát Địa Tạng hóa thân như thế nào? Không có nhất định, tùy loại hóa thân. Chúng ta ở trong đời có gặp được Bồ Tát Địa Tạng hay chưa? Thường xuyên gặp được Bồ Tát Địa Tạng. Thế nhưng bản thân chúng ta không thể nhận biết được. Chúng ta khởi một niệm ác, muốn làm một việc xấu, có người đến khuyên nhủ chúng ta, đến khuyên bảo chúng ta, thì người đó chính là Bồ Tát Địa Tạng hóa thân. Thế nhưng chúng ta đâu có biết. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng không lúc nào không có, không nơi nào không có. Ngài khuyên bảo chúng ta, chúng ta có tin hay không, có chịu tiếp nhận hay không? Không nhất định. Cho nên vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Hết thảy chư Phật Bồ Tát hóa thân, đều không có nhất định. Tôi ở phía trước có nêu ra thí dụ, nói rõ với các vị rồi. Cảm ứng thường là ở trong khoảng sát na, khoảng mấy phút. Chư Phật Bồ Tát thấy những người xung quanh chúng ta,
Các vị biết, quỷ thần có thể nhập vào người khác, mọi người đều biết. Vậy thì Phật Bồ Tát sao không thể nhập vào người khác được? Phật Bồ Tát nhập vào chính là hóa thân của Phật Bồ Tát. Trong khoảng mấy phút đó, mượn thân người hoặc là thân vật bất kỳ, y báo chánh báo đều được. Chỉ cần có thể tác động vào bạn, khiến cho bạn giác ngộ, khiến cho bạn quay đầu, thì đều là Phật Bồ Tát. Yêu ma quỷ quái nhập vào thân đều là khiến cho bạn làm ác. Nhìn thấy bạn làm ác thì ưa thích, thấy bạn làm ác thì khen ngợi. Đó là yêu ma quỷ quái. Đó không phải là Phật Bồ Tát rồi. Cho nên chúng ta hiểu đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, còn có thể sai được sao? Phàm phu chỉ có mỗi một mình ta, ngoài ta ra hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện đến độ ta. Độ ta chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa này. Bất luận là người thiện hay là người ác, là cảnh thuận hay là cảnh nghịch, thấy đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Nếu như bạn có thể soi chiếu, có thể quay đầu được như vậy, thì thật sự quay đầu là bờ rồi. Đời này chúng ta đương nhiên là được độ. Đoạn này, câu kinh văn này chính là nói sự việc này. Như thị chúng sanh tảo lệnh giải thoát. Đây chính là sự kỳ vọng của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh. Hy vọng tất cả chúng sanh sớm được độ thoát. Giải thoát chính là được độ. Giải là trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, giải trừ tập khí phiền não của bạn. Thoát là thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi biển khổ sinh tử. Đây là sự kỳ vọng của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh. Thị tội báo nhân nảy chí đọa đại ác thú, Bồ Tát dĩ phương tiện lực bạc xuất căn bản nghiệp duyên, nhi khiên ngộ túc thế chi sự. Tội báo nhân là chỉ chung cho chúng sanh lục đạo. Nếu như theo cái nhìn của người giác ngộ thì thiên nhân trong lục đạo cũng là người tội báo. Không những lục đạo đều là tội báo, chúng ta xem thấy trong Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói những người tiểu thừa này cũng là tội báo. Tiêu chuẩn của Ngài là kiến tánh, minh tâm kiến tánh, đó mới là người bình thường. Chưa có kiến tánh đều là tội báo. Từ đó cho thấy, dựa theo tiêu chuẩn của Hoa Nghiêm, dựa theo tiêu chuẩn của Bổn Kinh, bộ kinh này không có khác gì so với Hoa Nghiêm. Chúng sanh ở trong thập pháp giới đều là tội báo.
Nãi chí đọa đại ác thú. Câu này là chuyên chỉ cho tam đồ. Ở trong thập pháp giới, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, đây là đại ác thú. Cho nên đối tượng độ hóa chúng sanh của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đã hiểu rồi. Phạm vi của Ngài là bao gồm cả thập pháp giới. Ở trong thập pháp giới đều có ứng hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát dĩ phương tiện lực. Phương tiện lực phần trước đã nói rất nhiều rồi, giảng giải rất rõ ràng, bạc xuất căn bản nghiệp duyên. Bồ Tát dùng phương pháp gì để cứu vớt chúng sanh khổ nạn gì? Chúng ta nhất định phải biết. Bồ Tát không phải dùng thần thông. Thần thông không thể cứu chúng sanh được. Bồ Tát dùng dạy học, khuyên bảo. Chúng sanh tạo tội nghiệp, bản thân họ nhất định phải thọ quả báo. Phật Bồ Tát không thể thọ thay cho họ được. Nếu như Phật Bồ Tát có năng lực thọ những khổ báo này thay cho tất cả chúng sanh, Ngài Đại Từ Đại Bi đương nhiên sẽ thọ thay cho chúng ta rồi. Việc gì chúng ta còn phải tu hành nữa chứ? Là không cần thiết rồi. Nhà Phật là giảng lý cho bạn biết, không phải giống như tôn giáo, bạn tin rồi thì sẽ được cứu. Nhà Phật thì không thể. Dù bạn tin Phật, bạn cũng không thể được cứu. Bạn tin Bồ Tát, kính trọng Bồ Tát, lễ bái Bồ Tát, bạn cũng không thể được cứu. Làm sao mới có thể được cứu? Bạn phải quay đầu thì mới được cứu. Phật nói đạo lý này cho chúng ta biết. Bạn là mê hoặc như thế nào, tạo tội nghiệp như thế nào, thọ khổ báo như thế nào, Phật đem những sự thật này giảng cho bạn rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn hoắc nhiên ngộ ra. Sau khi giác ngộ, bạn có thể đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thế thì chẳng phải được độ rồi sao? Chúng ta xem thấy ở trên kinh điển quá nhiều rồi. Chúng sanh địa ngục vẫn sanh một niệm tâm sám hối. Vừa sanh một niệm thiện tâm, họ liền thoát khỏi địa ngục. Có thể thấy, nơi có tội nghiệp cực nặng, chỉ cần có một mảy may thiện niệm sanh khởi lên, liền đột phá địa ngục rồi, siêu sanh rồi. Chúng ta ở nhân gian, một niệm thiện nhỏ này thì không được. Vì cõi nhân gian là nơi có thiện ác hỗn tạp. Một niệm thiện nhỏ này thực sự là chẳng thấm tháp vào đâu cả. Tại vì sao ở trong địa ngục một niệm thiện nhỏ lại đáng quý như vậy? Vì địa ngục là thuần ác. Một niệm thiện đó là vô cùng hy hữu, thật hiếm có. Cái gì là hiếm thì là quý. Chúng sanh địa ngục rất khó có được một niệm thiện, thật sự là không dễ dàng. Đây chính là chỗ khác nhau của mỗi pháp giới. Quả báo thiện ác khác nhau. Chúng ta từ chỗ này hãy quan sát. Phật pháp là giáo hóa, là hướng dẫn chúng sanh.
chúng sanh tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát, sau khi giác ngộ rồi thì có thể thay đổi tính tình, có thể thay đổi hạnh nghiệp ác báo của họ. Câu phía dưới đây có thể nói là nội dung dạy học của Phật Pháp. Phật dạy chúng sanh những gì? Khiển ngộ túc thế chi sự. Ở mức thấp nhất, Phật dạy chúng ta nhận biết được nhân quả ba đời, khẳng định quả báo thiện ác, nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác chắc chắn nhận ác báo. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Đây là nhân quả rất đơn giản, dễ hiểu. Nhân quả sâu hơn, đây là lời trên Kinh Đại Thừa nói: niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thế là chúng ta mới biết Phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh trong thập pháp giới, chẳng qua là giúp mọi người khai ngộ mà thôi. Khai thị ngộ nhập, bốn chữ này trong Kinh Pháp Hoa chỉ dùng một câu như vậy là đã nói ra được cương lĩnh giáo hóa tất cả chúng sanh của chư Phật Như Lai rồi. Khai thị có sâu cạn rộng hẹp khác nhau, ngộ nhập cũng lại là như thế. Xem tiếp kinh văn dưới đây: tự thị diêm phù chúng sanh, kết á tập trọng, toàn xuất toàn nhập, lao tư Bồ Tát, cửu kinh kiếp số, nhi tác độ thoát. Tự thị đây là chỉ những chúng sanh trong lục đạo này, họ kết ác tập trọng, kết là giống như người thế gian chúng ta gọi là tổng kết, quy kết. Tạo ác không phải một đời một kiếp, mà vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp. Tổng kết ác tập, ác quy nạp lại chính là tam độc tham sân si. Tất cả mọi nghiệp ác đều là từ ba điều này mà phát sinh ra, phát triển ra. Thì đương nhiên phải tùy nghiệp mà thọ báo. Tập là tập khí, tập khí vô cùng nặng. Cho nên ở trong ác đạo, chỗ này vẫn không phải nói lục đạo, ba đường thiện và ba đường ác, toàn xuất toàn nhập. Xuất là ra khỏi ba đường ác, bạn sanh vào ba đường thiện. Ở trong lục đạo, chúng ta ngày nay được thân người,
cõi người trời và Tu La đều được xem là đường thiện. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường này là đường ác. Toàn xuất là thoát khỏi ba đường ác, toàn nhập là quay về ba đường ác. Chữ toàn nghĩa là rất nhanh. Và nói thật ra, sau khi đọa vào trong ba đường ác rồi, muốn ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Trên kinh này nói rất rõ ràng. Đạo lý này rất sâu, rất rộng. Trên kinh Đại Thừa nói với chúng ta rất nhiều. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong ba đường ác, các vị nhất định phải biết. Nếu như chúng sanh này, chúng sanh đọa vào trong ác đạo, nếu thiện căn phước đức nhân duyên của họ không đủ, thì chư Phật Bồ Tát ở trong ác đạo cũng chẳng làm gì được đối với những chúng sanh này. Vì họ không tiếp nhận, họ không chịu nghe. Sự thật hiện tượng này chúng ta hoàn toàn không khó hiểu. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian của chúng ta, cõi người còn thù thắng hơn nhiều so với những cõi súc sanh này. Chư Phật Bồ Tát hết lòng hết dạ thị hiện ở thế gian. Bạn thử xem người thế gian được mấy người tin? Phật giáo bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo phương pháp tính toán của người nước ngoài cũng hơn 2.500 năm rồi, truyền nhau đời đời rồi. Trong số thiện tri thức, người xuất gia tại gia, mọi người đều biết, có không ít vị tiết lộ thân phận là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tái lai. Trong lịch sử có ghi chép, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai. Đại sư Thiện Đạo cũng là A Di Đà Phật tái lai. Đại sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Hàng Sơn Thập Đắc, các vị đều biết là Văn Thù Phổ Hiền tái lai. Ấn Quang Đại Sư thời cận đại là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Đây là những vị tiết lộ thân phận. Những vị không tiết lộ thân phận thì không biết có bao nhiêu người. Các ngài thị hiện ở thế gian này không có một mảy may nào là vì mình, đều là vì chúng sanh. Vì Phật Pháp trụ lâu ở thế gian, có mấy người tin chứ? Ngày nay dân số trên thế giới, hôm qua trên báo có đăng, đến sau năm 2000, dân số thế giới đã lên đến 6 tỷ người. Trong số 6 tỷ người này, có mấy người gặp được Phật Pháp? Hiện nay thời kỳ mạt Pháp, Phật Pháp cũng có giả mạo. Không những trong hàng hóa có rất nhiều đồ giả mạo, mà trong Phật giáo cũng có giả mạo.
được mấy người gặp được Phật pháp chân chánh chứ? Mặc dù gặp được Phật pháp chân chánh, bạn có tin hay không? Vậy thì lại loại bớt thêm rất nhiều người. Sau khi bạn tin rồi, bạn có hiểu được hay không? Sau khi hiểu rồi, bạn có y giáo tu hành hay không? Xin thưa với các vị, từng lớp loại bỏ đi, e rằng còn lại cũng chưa đến 100 người. Ở nhân gian Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đã khó độ đến như vậy, huống hồ là ở ác đạo. Phật ở trong ác đạo độ hóa chúng sanh, không biết là khó khăn gấp bao nhiêu lần so với cõi người. Cái hay như vậy mà họ không tin thì có cách gì bây giờ chứ? Họ không muốn tiếp nhận. Mặc dù là giống như thời đại hoàng kim của Phật Pháp Trung Quốc, là thời Tùy Đường, cao tăng đại đức, trưởng giả cư sĩ, số người có thể nói là rất nhiều. Chúng ta xem thấy ở trong cao tăng truyện, trong cư sĩ truyện. Thế nhưng nếu như so tỷ lệ với toàn bộ dân số mà nói thì đó vẫn là quá ít. Ở trong lịch sử Trung Quốc, có thể nói người có pháp duyên thù thắng nhất là đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Lúc Ngài còn tại thế, số người gần gũi với Ngài, chúng tôi tính một cách sơ lược, có lẽ đến 1 vạn người. Thường xuyên ở xung quanh Ngài, có lẽ có 1-2 nghìn người. Thế nhưng chân thật thành tựu, trên đàn kinh có ghi chép được 43 người. Thật sự được độ là 43 người. Những người khác tuy tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài, vẫn phải toàn xuất toàn nhập. Thật sự thoát khỏi lục đạo chỉ có 43 người. Bạn mới thấy việc này khó, chứ không phải dễ. Phật nói lời này không có sai. Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình can cường, khó dạy, khó sửa. Các bạn hãy tư duy, suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó không cần quan tâm người khác, nghĩ thử xem chính mình có phải là khó dạy, khó sửa hay không. Bản thân chúng ta trong đời này có thể được độ hay không? Cho nên pháp môn Tịnh Tông là vô cùng đáng quý. Vì vậy được tất cả chư Phật tán thán là có lý của các ngài. Tham thiền nếu không phải người căn tánh bậc thượng thượng thì không thể khai ngộ, không thể kiến tánh. Không thể kiến tánh, vậy thì vẫn phải làm chuyện toàn xuất toàn nhập, vẫn làm cái việc này. Hay nói cách khác, bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn có thể đắc thiền định. Người đắc thiền định thì tương đối nhiều. Bạn có thể sanh về trời dục giới, trời sắc giới. Cao nhất có thể sanh về trời vô sắc giới. Sanh về trời vô sắc giới cũng không thể tránh khỏi quả báo tam đồ. Trên kinh nói rất rõ ràng,
thiên nhân cõi tứ thiền, thiên nhân cõi tứ không, sau khi mạng chung đều đọa địa ngục. Sau khi đọa vào địa ngục, tuổi thọ còn dài hơn tuổi thọ của trời tứ không. Đây là trên kinh Địa Tạng nói, tuổi thọ của thiên nhân phi tưởng phi phi tưởng ở cõi tứ không là 8 vạn đại kiếp. Trên kinh Địa Tạng nói, tuổi thọ của địa ngục là vô tận kiếp, không phải 8 vạn. Hai con số 8 vạn với vô tận là không thể sánh với nhau được. Bạn thử nghĩ xem việc này phiền phức cỡ nào. Bình tĩnh suy nghĩ xem, nếu sự việc này bày ngay trước mắt chúng ta thì đáng sợ biết bao. Chúng ta ngày nay lựa chọn con đường phía trước như thế nào? Là ở ngay giờ phút này. Sau đó bạn mới biết công đức của niệm Phật đường lớn cỡ nào. Chúng ta người căn tánh trung hạ, tập khí phiền não rất nặng, tự mình thật sự không có năng lực đoạn phiền não, không có năng lực hằng phục tập khí của chúng ta. Làm thế nào? Niệm Phật đường là lò luyện kim, là xưởng luyện kim. Bạn thật sự giác ngộ rồi, bước vào niệm Phật đường, ta cứ thật thà niệm vài năm, niệm đến khi mình chắc chắn giảng sanh, vậy thì con đường này là đúng rồi. So với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong tông môn thì quả báo đó thù thắng hơn nhiều. Minh tâm kiến tánh trong tông môn là địa vị gì? Là sơ trụ viên giáo. Niệm Phật đường giảng sanh bất thoái thành Phật, về thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Thế thì làm sao có thể sánh với nhau được chứ? Bồ Tát A Duy Việt Trí là thất địa trở lên, minh tâm kiến tánh mới là sơ trụ. Loại lợi ích công đức này chúng ta phải giác ngộ. Thế nhưng người học Phật, cơ hội gặp được pháp môn niệm Phật cũng không nhiều. Mặc dù gặp được rồi cũng không hoàn toàn hành đúng như pháp. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên chúng tôi khuyến khích các đồng tu niệm Phật. Ở các nơi nếu có cơ duyên, có thể đến cư sĩ Lâm Singapore để xem qua. Chúng tôi cũng không dám nói mình làm rất đúng như pháp. Thế nhưng chúng tôi là đang tận tâm tận lực mà làm, có thể cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến của mọi người đưa ra. Đạo tràng này của chúng tôi, nguyện vọng của mỗi người là không ngừng cải tiến. Hy vọng niệm Phật đường có thể làm vô cùng hoàn hảo, như lý như pháp. Cho nên chúng tôi là luôn mở cửa, không phải đóng cửa. Bất kỳ người nào đưa ra ý kiến, chúng tôi đều tham khảo rất thận trọng. Chỉ cần là ý kiến hay thì nhất định sẽ tiếp thu. Lao Tư Bồ Tát, Bồ Tát ở đây là chỉ Bồ Tát Địa Tạng, cũng có thể chỉ chung cho tất cả chư Phật Bồ Tát.
Cửu kinh kiếp số nhi tác độ thoát. Vô lượng kiếp đến nay, Bồ Tát không mệt mỏi. Phật ở trên kinh điển cũng có nêu ra thí dụ, thí dụ hay vô cùng. Tâm nhẫn nại độ chúng sanh của Bồ Tát giống như bác nông phu trồng cây ăn trái vậy, trồng vườn cây mỗi ngày thu hoạch gặt hái, quả nào chín thì hái trước, quả chín hái trước, quả chưa chín thì đợi thêm vài ngày. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong lục đạo độ chúng sanh sẽ độ người căn cơ chín mùi trước. Trong kinh Di Đà nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thiện căn phước đức nhân duyên thấy đều đầy đủ chín mùi rồi, sao gọi là thiện căn? Khi tiếp xúc pháp môn này có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn. Phước đức là gì? Họ hành được, chứng được, đây là phước đức. Chứng của tông tịnh độ chính là giảng sanh. Họ chịu niệm Phật, họ thực sự giảng sanh rồi, thế là chứng quả thôi. Nhân duyên là gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, gặp được đạo hữu đồng tu tốt. Đây là duyên phận. Đây là giống như trái cây trong vườn đã chín rồi vậy. Chín rồi thì hái trước, trái còn chưa chín thì Phật Bồ Tát chờ đợi tiếp. Thế nhưng hễ là chúng sanh căn cơ chín mùi thì không phải là ngẫu nhiên. Nhờ huân tu từ vô lượng kiếp đến hôm nay mới chín mùi. Cơ duyên này vô cùng khó được, vô cùng hiếm có. Chúng ta xây dựng niệm Phật đường, hiện nay niệm Phật đường mỗi tuần có 96 giờ niệm Phật, mỗi ngày nghe kinh 2 giờ đồng hồ, một tuần có 14 giờ nghe kinh, 96 giờ niệm Phật. Chúng tôi hy vọng niệm Phật đường này có thể duy trì được vĩnh cửu, giải hành tương ưng. Đồng tu bước vào niệm Phật đường đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Đây là niềm an ủi rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi biết làm đúng như Pháp. Nếu như không đúng như Pháp thì bước vào niệm Phật đường sẽ không thể sanh tâm hoan hỷ được. Họ niệm rất là hoan hỷ, đến một lúc nào đó chúng tôi tin là họ nhất định sẽ có thành tựu. Hiện tại có thể đắc niệm Phật tam muội, thông thường gọi là công phu thành khối, pháp hỷ sung mãn. Họ có thể đạt được cảnh giới này thì chắc chắn được sanh tịnh độ. Trong thời gian tu học của đời này,
tình thế tất yếu phải đoạn tuyệt ngoại duyên. Điểm này rất quan trọng. Hãy là niệm Phật trong niệm Phật đường mà tương lai không thể giảng sanh, thì không có nguyên nhân nào khác, chính là họ chưa có đoạn dứt ngoại duyên. Tâm vừa niệm Phật vừa còn dương dấn đến ngoại duyên, đây là chướng ngại rồi. Lúc sắp mạng chung lại khởi lên một ý niệm phan duyên đến cảnh giới bên ngoài, thế thì toàn xuất toàn nhập. Điều này vô cùng đáng tiếc. Muốn tránh lớp chướng ngại này thì cần phải thân tâm thế giới tất cả đều buông xả. Chúng ta thường ngày phải hạ công phu này, thấy đều buông xả, không nên để ở trong tâm nữa. Ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Điểm này vô cùng, vô cùng quan trọng. Chúng ta trong đời này có thành tựu hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Nhất định phải biết, không thể buông xả được ngoại duyên thì luôn luôn có chướng ngại rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Love.